Kính thưa quý thầy cô chủ tọa đoàn và các quý đồng nghiệp, em xin thay mặt nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có một báo cáo về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị bệnh nhân ong đốt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nội dung của em còn 5 vấn đề. Một là đặt vấn đề tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận và kiến nghị. Về đặt vấn đề, ong đốt là một tai nạn thường gặp, đặc biệt là ở nước khí hậu nhiệt đới như nước ta. Và bệnh nhân ong đốt nặng thường gặp ở hai bệnh cảnh chính là sốc phản vệ hoặc là ngộ độc các ô ạt các chất độc ở trong nọc ong. Và hầu hết các trường hợp ong đốt chỉ với số lượng ít và vì thế chỉ gây các phản ứng tại chỗ, chỉ một số ít là một gây bệnh cảnh nặng. Về tai nạn ong đốt có thể gặp bất kỳ ở không gian nào và thời gian nào và bất kỳ mùa nào trong năm. Và tỷ lệ biến chứng và tỷ lệ tử vong ong đốt còn cao. Theo tác giả Bệ Hồng Thu năm 2005 thì tỷ lệ tử vong là 4,3%, trong khi ở Việt Nam còn thiếu các nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị các trường hợp ngộ độc ô ạt các chất độc nọc ong do bị ong đốt. Nhiều năm qua tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho thấy các bệnh nhân bị ong đốt nặng đã áp dụng các biện pháp tiến tiến như lọc máu ngắt quãng, lọc máu liên tục, thay huyết tương, vài niêu cứng bước sớm. Tuy nhiên nó vẫn có những bệnh nhân biến chứng tiến triển suy đa tràng, tiến triển nặng và tử vong. Chính vì vậy em nghiên cứu cái này thì với mục tiêu là xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị ong đốt và hiệu quả điều trị bệnh nhân ong đốt tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Về tổng quan tài liệu thì ong đốt thuộc ngành chân đốt. Mỗi hồi ong có nhiều chi, mỗi chi thì có nhiều loài khác nhau. Và nọc ong được dự trữ trong các cái túi nọc và tiết ra tại voi nằm ở bụng sáu của ong, con ong cái. Và ong là loài có tổ chức xã hội mức độ cao nên là các cái hành vi tự vệ rất mạnh mẽ. Nên chỉ cần mình tiếp xúc đụng chạm đến tổ ong là nó sẽ đốt mình rất nhanh ấy. Đây là cái phân loài của ong. Và về tổng quan tài liệu nữa, nọc ong nó chứa khoảng 40 thành phần. Trong đó thì phần lớn là melitin và phospholipase A2. Về triệu chứng lâm sàng thì xuất hiện đỏ da, đau ngứa, phù nề với đường kính khoảng 5 cm xung quanh vết đốt. Bệnh nhân có thể xuất hiện sần ngứa may đáy, cảm giác nồng ran trong vài giờ đầu sau ong đốt. Ong đốt ở vết ong ở giữa thì có thể có màu hoại tử trắng, xung quanh những viên đỏ, phù nề. Những tổn thương trên da này tồn tại sau vài ngày đến vài tuần. Và nếu bị đốt nhiều nốt thì có thể gây phù nề toàn bộ chi và toàn thân. Và khi vết đốt ở vùng hầu họng có thể gây phù nề và co thắt vùng hầu họng thanh quản, gây khó thở. Về triệu chứng lâm sàng thì có thể có nôn, tiêu chảy, hôn mê, tan máu do tan máu, thiếu cơ vân cấp, suy thận. Cần lâm sàng thì có thể làm các xét nghiệm đông máu cơ bản, hóa sinh như ure, creatinine, glucose, các men gan, đây là các xét nghiệm CK. Về điều trị, nguyên tắc chung thì đảm bảo chức năng sống và điều trị triệu chứng theo dõi lâm sàng và xử lý theo phác đồ phản vệ nếu như có tình trạng phản vệ xảy ra, và cần phải theo dõi chặt chẽ nước tiểu và điện giải đồ và ure, creatinine, làm tổng phân tích nước tiểu nhiều lần và truyền dịch sớm để duy trì huyết áp và tăng cường thải độc bằng phương pháp bài niệu tích cực. Về thời gian nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chúng em nghiên cứu thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 tại khoa chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thu thập số liệu, chúng em tiến hành nghiên cứu thì có nghiên cứu mô tả cách ngang và thu thập tên loài ong, số lượng vết đốt, rồi hoàn cảnh xảy ra, nơi xảy ra và thời gian khi từ khi đốt đến khi vào viện. Và lâm sàng thì theo dõi các triệu chứng tim mạch, hô hấp, thần kinh và các triệu chứng lâm sàng khác. Cần lâm sàng chúng em làm khí máu, làm điện tâm đồ, xét nghiệm sinh hóa huyết học, đông máu cơ bản, điện giải đồ, tổng phân tích nước tiểu. Và các phương pháp điều trị được áp dụng thì có bài niệu cường bức, thở máy, chạy thận nhân tạo chu kỳ hoặc là lọc máu liên tục, thay huyết tương, các cái thuốc vận mạch, corticoid, kháng histamin, lợi tiểu, kháng sinh vân vân. Kết quả điều trị thì, kết quả em nghiên cứu thì có
Nam chiếm 65%. So sánh về tác giả Bế Hồng Thú thì nam và nữ lần lượt là 67,1% và 32,9%. Phân bổ bệnh nhân thì năm 2221 thì chúng em lấy được 60% trong tổng số bệnh nhân. Và theo nhóm tuổi thì chủ yếu là nhóm tuổi ở độ tuổi lao động, nhóm tuổi từ 34 đến 34 tuổi cho đến 64 tuổi là nhiều nhất. Và địa điểm xảy ra ong đốt thì thường là xảy ra ở vườn là chủ yếu. Và phân loại các loại ong tụ phàm chủ yếu là ong bắp cay. Và số lượng vết đốt thì thông thường thì số lượng từ dưới 20 vết nhiều nhất. Từ 20 có thể có. Và cái dấu hiệu sinh tồn khi vào viện thì điểm lật gấu cả. Và cũng có gì thay rồi là đánh giá mức độ nặng theo điểm PPS thì mức độ nặng tại thời điểm nhập viện theo điểm PPS thì ở mức độ nhẹ là chiếm 49%, trung bình 23% và nặng là 28%. Theo Apache 2 thì với từ 2 đến 4 điểm thì chiếm nhiều hơn. Theo điểm số phá thì 4 điểm, 5 điểm. Và các xét nghiệm sinh hóa khi đông máu khi vào viện. Các cái xét nghiệm khí máu đấy. Diễn biến của chúng em theo dõi diễn biến nồng độ CK trong máu thì ở các thời điểm thì ngày thứ thường tăng rất là cao. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thì nồng độ creatinine cũng thế. Và tiểu cầu, số lượng tiểu cầu thì đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì tiểu cầu nó giảm, số lượng nó giảm. Và diễn biến creatinine thì cũng sẽ tăng từ ngày thứ 3. Và các cái biện pháp của áp dụng ở tuyến dưới thì có truyền dịch, thì họ cũng đã được áp dụng. Truyền dịch corticoid là kháng histamine giảm đau thì tuyến trước họ đều có áp dụng. Bệnh nhân được bay niệu cường bức thì chúng em sự là đến 76%. Các cái biện pháp lọc máu thì còn lọc máu tổng số phải lọc máu thì 20%, trong đó có lọc IHD là 13% và lọc máu liên tục 11% và thay huyết tương thì có 7%. Các biện pháp đặc điểm của các cái biện pháp lọc máu thì ngay bắt đầu lọc máu HD thì ngày thứ nhất và có thể bắt đầu vào ngày thứ hai, nhỏ nhất là 1 ngày, lớn nhất là 2 ngày. Và số lần thì lọc máu ngắt quãng thì có nhỏ nhất là 1 lần và nhiều nhất là 10 lần. Và cả cái ngày bắt đầu của lọc máu liên tục là ngày thứ nhất và lớn nhất là sáng ngày thứ hai. Và số lần thì nhiều nhất của lọc máu liên tục là 5 lần và thay huyết tương nhiều lần nhất là 3 lần. Và các biện pháp điều trị khác, đặc biệt chúng em có chung kháng vitamin và corticoid thì cũng chung rất là. Đây là số ngày điều trị. Đây chúng em chủ yếu là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Có những bệnh nhân lâu nhất là nào đến 4 tuần. Và cái số ngày điều trị ở bệnh nhân ong thủ phàm thì ong vo vẹ là chiếm 66 ngày, 66 bệnh nhân và trung bình là 4 ngày, trung bình là 4 ngày. Bệnh nhân hầu hết là bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, có 4% thì bệnh nhân nặng và xin về. Và tương quan giữa loài ong thủ phàm và kết quả điều trị thì nặng xin về thì chủ yếu là ở nhóm ong vo vẹ, và cái nhóm ong khác thì không có trường hợp nào nặng. Và đây là kết quả của các cái xét nghiệm về creatinine CK và ALT. Kết luận thì qua 75 bệnh nhân của ong đốt ở trại khoa chống độc bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa từ năm 2021 đến năm 2022 thì chúng em rút ra mấy kết luận như sau.
ong đột nhiều nốt thì gặp nhiều ở nam, chiếm 65,3% và phần lớn là độ tuổi lao động. Và trong đó có 9,3% bị ong đốt là trẻ em. Và các biểu hiện lâm sàng chính là có thiếu cơ vân cấp, tổn thương gan cấp, suy thận cấp, tan máu là 14,7% và đông máu rồi bạc rải rác có 10,7%. Khoảng có 4% biến chứng nguy kịch là sốc và có tổn thương phổi ARDS. Và các trường hợp nặng này đều do ong vo ve đốt. Và điều trị chủ yếu là bài liệu cường bức, các biện pháp khác hỗ trợ có corticoid là dùng corticoid đến 78,7% và kháng histamin là 74,7%, giảm đau và kháng sinh lọc máu thường được áp dụng sớm và hay dùng nhất là thẩm tách ngắt quãng và thay huyết tương. 40% bệnh nhân được phối hợp 2-3 phương pháp lọc máu. Và kiến nghị thì giáo dục cộng đồng để tránh bị ong đốt, các cái biện pháp dự phòng để khỏi bị ong đốt, và nên đưa bệnh nhân, nếu bị ong đốt thì nên đưa bệnh nhân đến viện sớm khi có các triệu chứng của ong đốt, đặc biệt là do ong vo ve đốt, thì vào sớm để xử lý sớm để giảm các cái biến chứng nặng. Và điểm số phá được sử dụng tuyến y tế, bảng điểm số phá nên sử dụng ở tuyến y tế không có điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất. Còn các cái cơ sở y tế mà cao hơn thì có thể sử dụng điều Apache 2 để đánh giá mức độ nặng của ong đốt. Và em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị.